4 tháng 9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Đức Linh, rạng sáng ngày 2 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng có hành vi trộm chó là Bùi Văn Hải, sinh năm 1995, và Lưu Công Mạnh, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn 2 Vũ Hòa, huyện Đức Linh. Khi bị truy đuổi, hai đối tượng đã vứt bỏ lại hai con chó và chích điện vào người đại úy Nguyễn Đức Phương, thành viên tổ liên quân 506 và trung úy Đoàn Ngọc Quảng, cán bộ công an thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, khiến hai đồng chí bị thương rồi tẩu thoát. Đến sáng ngày 2 tháng 9, lãnh đạo công an huyện Đức Linh đã mời Bùi Văn Hải đến trụ sở công an xã Vũ Hòa để làm việc. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, khi kết thúc buổi làm việc, Hải được gia đình bảo lãnh về. Còn Mạnh đã thừa nhận cùng Hải thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, tối ngày 3 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an huyện Đức Linh tiếp tục mời Bùi Văn Hải về trụ sở để làm việc. Tại đây, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt, khó thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận khám. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong. Theo Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, ngay sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra nguyên nhân tử vong của Bùi Văn Hải, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ có thông tin sớm nhất đến các cơ quan báo chí. Ngày 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo Công an tỉnh kết luận vụ nam thanh niên 16 tuổi điều khiển xe ô tô rồi tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ làm 5 người bị thương. Qua điều tra ngày 2 tháng 9, ông T, sinh năm 1982, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe ô tô chở theo con trai là H, sinh năm 2007, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Đồng Nai, Ninh Thuận. Khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do mệt mỏi nên ông đã giao quyền điều khiển xe cho con trai, không có giấy phép lái xe ô tô. Khi H điều khiển xe được khoảng 5 km thì bất ngờ tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở khu vực gần nút giao rẽ vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hậu quả vụ việc làm 5 người trên các xe máy bị thương. Kết quả định giá tài sản, 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại hơn 42,3 triệu đồng. Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ thương tích khoảng 50%. Công an huyện Tuy Phong cho biết, vụ tai nạn chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với H, người lái xe gây tai nạn, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, và ông T, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo Công an huyện Tuy Phong, còn phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại. Sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu các nạn nhân đủ tỷ lệ thương tật từ 61% đến 121%, theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, tuyến đường DT-755B, quen gọi là đường Sao Bọng, Đăng Hà, đoạn qua dốc 5 cây thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, lại xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển qua lại. Đây là tuyến đường huyết mạch nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng. Theo quan sát, cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt những ngày gần đây đã làm một số đoạn đường Sao Bọng, Đăng Hà bị sạt lở nghiêm trọng. Tại khu vực dốc 5 cây, đất đá trên đỉnh đồi bị sạt lở xuống mặt đường gây cản trở giao thông và có nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa vẫn còn tiếp diễn. Tại hiện trường, một đoạn ta luy âm dài khoảng 15m cũng bị sạt lở, ăn sâu vào lòng đường nhựa khoảng 0,5m. Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông quốc lộ 14 và công an địa phương đã cắm biển, căng dây cảnh báo người dân và các phương tiện di chuyển qua tuyến đường này. Đồng thời hạn chế các phương tiện có trọng tải lớn đi vào các tuyến đường để đảm bảo an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình sạt lở để có các phương án ứng phó phù hợp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày 4 tháng 9, mưa và dông bao trùm các khu vực trong cả nước, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể, từ 7 giờ ngày 4 tháng 9 đến 19 giờ ngày 5 tháng 9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 110mm. Cảnh báo từ ngày 6 tháng 9, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trên biển, ngày và đêm ngày 4 tháng 9, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Sáng ngày 4 tháng 9, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao, nước tràn vào làm ngập nhiều tuyến đường và kéo dài hơn 3 giờ. Đây là ngày thứ tư liên tiếp triều cường dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường và các con hẻm ven sông Hậu, sông Cần Thơ và ven hồ Sáng Thổi. Một số con hẻm ngập sâu, người dân phải dùng máy bơm nước để chống ngập. Hoạt động sinh hoạt mua bán đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tối ngày 3 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ trên cát và đồng cỏ lớn với diện tích khoảng 30 hectare. Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy bốc lên tại khu vực đồng cỏ thôn Phương An và thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn. Do thời tiết khô, nắng cùng với gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải tăng cường phương tiện và nhân lực liên tục. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Theo thống kê sơ bộ, đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 30 hectare rừng phòng hộ trên cát và đồng cỏ.